một sự kiện lớn nhất trong năm. Dành riêng cho nhân sự Hamo và gia đình. Nơi tôn vinh tài năng. Nơi tỏa sáng nhan sắc. Kết nối xúc cảm. Một câu chuyện mới. Vì hành trình cất cánh của chuyên cơ Hamo tìm ra những vùng trời rộng lớn đầy ắp cơ hội và thử thách. Year-end Party 2020 với tên gọi Vút Bay. Thảm đỏ King & Queen với tổng giải thưởng 40 triệu đồng. Vinh danh những người đồng nghiệp tuyệt vời. Đại nhạc hội Hamo với tổng giải thưởng 40 triệu đồng. Tri ân nhân sự và gia đình. Hẹn gặp người Hamo tại Year-end Party 2020 Vút Bay. Thành phố Hồ Chí Minh 25 tháng 1 năm 2021 Capella Gallery Hall. Đà Nẵng 26 tháng 1 năm 2021 Hyatt Riverfront Đà Nẵng. Hà Nội 30 tháng 1 năm 2021 Trống Đồng Palace Lạng Yên.